chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ là những người rất là may mắn bởi vì tôi và các bạn sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm mẫu xe Bentley Bentayga mới nhất được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam ngay tại nơi mà chiếc xe đến Việt Nam, đó chính là cảng. Và đây là một chiếc xe Bentley Bentayga của chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà nhìn bên ngoài thì các bạn sẽ thật khó để có thể thấy nó khác biệt gì so với những 18 chiếc xe Bentley Bentayga khác đang vận hành tại Việt Nam. Tuy nhiên đây là một chiếc xe rất đặc biệt, nó có một điểm khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe tại Việt Nam hiện nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi khám phá. Như các bạn đang thấy thì bây giờ tôi đang ngồi bên trong chiếc xe Bentley Bentayga. Và là một chiếc xe SUV siêu sang, cho nên là chiếc xe này có phần nội thất rất là sang chảnh, với phần táp lô trước được ốp gỗ, hai bên cửa ốp gỗ và ghế là được bọc da nội thất hoàn toàn. Tất nhiên đây cũng là chất liệu da cao cấp. Thiết kế chung của Bentley thì nhìn chung là rất là bóng bẩy, với những chi tiết được mạ chrome, cửa sổ trời panorama. Khối động cơ bên trong chiếc xe này là V12 6 lít với công suất là 600 mã lực và moment xoắn có thể lên tới là 900 Nm. Đó là những thông số và những thông tin rất bình thường với một chiếc SUV siêu sang như Bentley Bentayga. Tuy nhiên, cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đến chiếc xe này, đó chính là chiếc Bentley Bentayga này sở hữu 7 chỗ ngồi và là chiếc duy nhất hiện nay tại Việt Nam. Và ngay bây giờ, tôi sẽ cùng với các bạn đi khám phá hàng ghế thứ 3 của chiếc xe Bentley Bentayga này. Chúng ta sẽ tiến hành mở cốp của chiếc xe để xem khoang hành lý phía sau của chiếc Bentley Bentayga này sẽ như thế nào. Và tất nhiên, đây là một chiếc xe siêu sang và hiện đại nên cốp mở điện hoàn toàn tự động. Và các bạn có thể nhìn thấy là bên trong này là một không gian rất là rộng. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ sử dụng nút bấm tại đây để tiến hành mở hai chiếc ghế ở hàng ghế sau lên. Đây là một chiếc xe SUV siêu sang được trang bị 3 hàng ghế, cho nên là việc đóng mở 3 hàng ghế này cũng rất là hiện đại bằng cách là bấm nút mà thôi. Chúng ta sẽ không phải động tay động chân gì cả. Và như bạn đang thấy thì hiện nay hai hàng ghế thứ 3 đã được hiện lên và tôi sẽ dựng gối đầu lên. Ok. Và ngay bây giờ các bạn sẽ theo tôi đi vào bên trong để trải nghiệm cái vị trí ngồi này xem nó có rộng rãi hay không. Ngay tại vị trí hàng ghế thứ hai ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng là nhìn thấy cũng có một nút bấm để có thể đóng hoặc là mở hàng ghế thứ ba của chiếc xe này. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành đi vào bên trong. Như các bạn đang thấy thì hiện nay tôi đã ngồi ở hàng ghế thứ 3 phía sau của chiếc Bentley Bentayga này. Và có thể nói là nếu như mà hàng ghế phía trước tôi là hàng ghế thứ 2 này có độ ngả để tạo sự thoải mái cho ngồi phía trước, thì hàng ghế phía sau thật sự là hơi bị thiếu chỗ để chân một chút. Bên cạnh đó thì vị trí ngồi lại ở đuôi xe, cho nên là với kiểu dáng là hơi có tí sport của Bentley Bentayga thì đầu tôi sẽ bị chạm vào trần. Và nếu đi trên đường xa có thể sẽ gây mệt vì còn do là vị trí ngồi đặt ngay trên lốp. Và nếu có đường xấu, có sóc thì tôi cũng sẽ rất dễ bị chạm đầu vào trần, sẽ không được tiện nghi cho lắm, không được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên hàng ghế thứ ba này có thể hiểu theo một thiết kế là 5+2 cho những chiếc xe SUV bây giờ. Tức là nó sẽ tạo thêm cái sự tiện nghi và đôi khi nó sẽ là một cái phương pháp chữa cháy cho những tình huống mà chúng ta cần phải có thêm chỗ ngồi cho người đồng hành. Đó. Mặc dù chê thì chê vậy thôi, nhưng mà vẫn phải nói một điều là chất liệu da hay là mút của bên trong hàng ghế thứ ba này vẫn rất là êm và rất là thoải mái. Đó, đấy là những cái gì cảm nhận của tôi về hàng ghế thứ ba trên chiếc xe Bentley Bentayga 7 chỗ đầu tiên tại Việt Nam này. Còn bây giờ tôi phải đi ra đã. Ok. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.